Dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 có diện tích 180 ha thuộc địa bàn 4 phường xã của thị xã Mỹ Hào là Dị Sử, Phùng Trí Kiên, Xuân Dục và Hưng Long. Hiện nay địa phương đang tích cực phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Trong đó đã sớm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng cho hơn 750 hộ dân ở phường Phùng Trí Kiên với diện tích trên 100 ha. Trong ngày 24 tháng 9, phường Phùng Trí Kiên hoàn thành chi trả trên 90 tỷ đồng cho người dân tổ dân phố Ngọc Lập có đất nông nghiệp trong dự án với diện tích trên 23 ha. Trong tháng 9, phường sẽ triển khai chi trả cho các hộ dân ở các tổ dân phố Đào Du, Nghĩa Lộ, Từ Mỹ có đất nông nghiệp nằm trong dự án. Đối với một số hộ còn vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất, thị xã chỉ đạo các địa phương sớm giải quyết và hoàn thành việc bàn giao quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án đền bù cho các hộ. Hiện nay, chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đang phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào để tiến hành giải phóng mặt bằng. Đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng cho hơn 1.700 hộ và phấn đấu sẽ sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án.